trải nghiệm một ngày dăm mưa đi câu lúa cùng mình nhá. Với kiểu thời tiết nắng mưa thất thường như hiện tại thì câu lúa là lựa chọn tối ưu nhất. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm con cần về công. Con cần này thì không được khỏe cho lắm, cho nên là con mồi mình chọn sẽ là các con mồi nổi. Anh em cứ nhớ cần yếu đánh mồi nổi. Con cần yếu mà đánh mồi chim thì một khúc sẽ thành 2-3-4 khúc. Lưu ý khi đánh con mồi nổi thì anh em cố gắng ném trên bờ rồi kéo xuống, cả hãy táp cái khúc mà con mồi vừa rơi trên bờ xuống, hoặc là tập trung vào các mỏm đất bụi cỏ nhô ra giống như bụi cỏ mình đang bao đấy. Cách đánh con mồi nổi thì cực kỳ đơn giản, các bác cứ để cả táp xó căng giấy rồi đánh, hoặc nếu không quen thì đếm đến 3. Cả táp 1 2 3. Một số trường hợp những con cá farm của nó táp phát là dính luôn thì các bác chỉ việc kéo vào, không cần phải làm gì nữa hết. Thường những con cá bắt được thì em sẽ thả luôn để giữ sân chơi. Lần sau còn có để mà quay clip cho các bác xem.